Sau khi bị thôi các chức vụ tại Quốc hội, ông Bùi Văn Cường vẫn còn là Ủy viên Trung ương Đảng. Việc cho thôi chức Ủy viên Trung ương Đảng thuộc thẩm quyền của Ban chấp hành Trung ương Đảng. Mến chào quý khán thính giả đang theo dõi kênh sách Nói Minh Chiết. Theo nhiều nguồn tin không chính thức nhưng đáng tin cậy, nhiều khả năng ông Lê Quang Tùng, Bí thư tỉnh ủy Quảng Trị, sẽ được Quốc hội bầu làm Tổng thư ký, chủ nhiệm văn phòng Quốc hội, thay thế ông Bùi Văn Cường, người vừa được miễn nhiệm. Tổng thư ký Quốc hội Bùi Văn Cường bị cách hết các chức vụ, ông Lê Quang Tùng sẽ thay thế. Tổng thư ký, chủ nhiệm văn phòng Quốc hội Bùi Văn Cường, người vắng mặt bất thường trong thời gian qua, đã bất ngờ bị miễn nhiệm các chức vụ tại Quốc hội, nghỉ hưu sớm. Theo thông cáo của văn phòng Quốc hội, tại phiên làm việc ngày 25 tháng 10, kỳ họp thứ 8, Quốc hội khóa 15 đã họp riêng về công tác nhân sự thuộc thẩm quyền Quốc hội và biểu quyết về việc miễn nhiệm chức vụ Tổng thư ký Quốc hội, Ủy viên Ủy ban Thường vụ Quốc hội và cho thôi làm nhiệm vụ đại biểu Quốc hội khóa 15 đối với ông Bùi Văn Cường. Ông Bùi Văn Cường thôi giữ các chức vụ Tổng thư ký Quốc hội, Ủy viên Ủy ban Thường vụ Quốc hội, thôi làm nhiệm vụ đại biểu Quốc hội khóa 15, nghỉ hưu theo nguyện vọng cá nhân và hưởng chế độ chính sách theo quy định hiện hành. Thông cáo của Quốc hội nêu rõ, theo chương trình kỳ họp thứ 8, nội dung về công tác nhân sự cũng sẽ được Quốc hội họp vào ngày 28 tháng 11. Dự kiến sẽ có nhiều thay đổi quan trọng về nhân sự cấp cao. Trước khi có thông tin chính thức từ Quốc hội, ông Cường đã vắng mặt một thời gian. Đặc biệt, vào ngày 20 tháng 10, trong cuộc họp báo của Tổng thư ký Quốc hội về nội dung dự kiến chương trình làm việc trong kỳ họp thứ 8, người chủ trì sự kiện là Phó Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Khắc Định, trong khi đây vốn là công việc của Tổng thư ký Quốc hội Bùi Văn Cường. Trước đó, vào ngày 19 tháng 5, tại buổi họp báo về dự kiến chương trình kỳ họp thứ 7 của Quốc hội khóa 15, ông Cường là người chủ trì cuộc họp và phụ trách trả lời báo chí. Chiều ngày 26 tháng 8, ngay sau khi bế mạc kỳ họp bất thường lần thứ 8, Tổng thư ký, chủ nhiệm văn phòng Quốc hội Bùi Văn Cường đã chủ trì họp báo công bố kết quả kỳ họp bất thường lần thứ 8, Quốc hội khóa 15. Phát biểu tại họp báo, Tổng thư ký, chủ nhiệm văn phòng Quốc hội Bùi Văn Cường cho biết, theo nghị quyết của Trung ương, việc bầu chức danh Chủ tịch nước dự kiến sẽ được Quốc hội tiến hành vào tháng 10. Tuy nhiên, ngày 20 tháng 10 vừa qua, người trả lời báo chí về các nội dung liên quan đến kiện toàn chức danh Chủ tịch nước và các vấn đề nhân sự tại kỳ họp Quốc hội lần thứ 8 là bà Nguyễn Thanh Hải, trưởng ban công tác đại biểu, chứ không phải Tổng thư ký, chủ nhiệm văn phòng Quốc hội Bùi Văn Cường. Trong khi vai trò của ông Cường là Tổng thư ký, chủ nhiệm văn phòng Quốc hội và thường đảm nhiệm các nhiệm vụ liên quan đến thông tin báo chí tại các kỳ họp trước đây. Việc thay đổi này có thể xem là một tín hiệu khác thường. Trong các hình ảnh và video về phiên khai mạc kỳ họp thứ 8 ngày 21 tháng 10, ông Cường cũng không được nhìn thấy phát biểu hay trong Chủ tịch đoàn Quốc hội như thường lệ. Điều này đã làm dấy lên nhiều đồn đoán về tương lai chính trị của ông Bùi Văn Cường. Ông Bùi Văn Cường sinh năm 1965, quê ở thị xã Kinh Môn, tỉnh Hải Dương. Ông có bằng tiến sĩ kỹ thuật an toàn hàng hải, kỹ sư điều hành tàu biển, cử nhân anh văn. Ông Bùi Văn Cường năm nay 59 tuổi, so với các lãnh đạo chủ chốt và cấp cao hiện nay đa phần đã trên 65 tuổi, thì ông còn khá trẻ và sự nghiệp vẫn có thể tiếp tục thăng tiến trong tương lai. Do đó, việc ông được thông báo nghỉ hưu theo nguyện vọng là điều bất ngờ. Ông Cường là Ủy viên Trung ương Đảng khóa 11, dự khuyết 12, 13, đại biểu Quốc hội khóa 13, 14, 15, Tổng thư ký, chủ nhiệm văn phòng Quốc hội khóa 15. Ông từng kinh qua các chức vụ Phó Bí thư tỉnh ủy Gia Lai, Phó trưởng Ban dân vận, Bí thư Đảng ủy khối doanh nghiệp Trung ương, Chủ tịch Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam. Năm 2019, ông làm Bí thư tỉnh ủy Đắk Lắk và vào tháng 10 năm 2020, ông tái đắc cử giữ chức vụ này cho nhiệm kỳ 2020-2025. Đến tháng 1 năm 2021, ông được bầu làm Ủy viên Trung ương Đảng khóa 13 và tháng 4 cùng năm, ông được Quốc hội khóa 15 bầu làm Ủy viên Ủy ban Thường vụ Quốc hội, Tổng thư ký Quốc hội, kiêm chủ nhiệm văn phòng Quốc hội, cho đến thời điểm miễn nhiệm. Quốc hội khóa 15 đã có nhiều đại biểu bị cho thôi nhiệm. Hiện Quốc hội chỉ còn khoảng 480 người, so với con số đầu khóa là 499 đại biểu. Vào khoảng tháng 3 năm 2020, một giáo viên thể dục trường tiểu học dân lập Nguyễn Khuyến, Buôn Ma Thuột, Đắk Lắk là Hoàng Minh Tuấn, đã gửi đơn tố cáo lên Ban Tổ chức Trung ương cùng nhiều lãnh đạo tỉnh Đắk Lắk và Trung ương, cáo buộc ông Bùi Văn Cường đạo luận án tiến sĩ. Đến ngày 14 tháng 5,
Bộ Giáo dục và Đào tạo Việt Nam đã ra văn bản chính thức kết luận việc tố cáo luận văn tiến sĩ của Bùi Văn Cường đạo văn là hoàn toàn không có cơ sở. Mặc dù đã nhận được kết luận về việc thẩm tra cũng như viết cam kết không tiếp tục vu khống, nhưng ông Hoàng Minh Tuấn tiếp tục gửi đơn về nhiều đơn vị. Ông Tuấn đã bị bắt vì tội vu khống. Theo nhiều nguồn tin không chính thức nhưng đáng tin cậy, nhiều khả năng Lê Quang Tùng, Bí thư Tỉnh ủy Quảng Trị, sẽ được Quốc hội bầu làm Tổng thư ký, chủ nhiệm Văn phòng Quốc hội thay thế ông Bùi Văn Cường người vừa được miễn nhiệm. Lê Quang Tùng là ai? Lê Quang Tùng, Ủy viên Ban chấp hành Trung ương Đảng Cộng sản Việt Nam khóa 13, Bí thư Tỉnh ủy Quảng Trị, sinh ngày 30 tháng 10 năm 1971, quê quán xã Vượng Lộc, huyện Can Lộc, tỉnh Hà Tĩnh. Trình độ chuyên môn, kỹ sư cơ khí giao thông, sau đại học học nghiên cứu phát triển kỹ nghệ công nghiệp. Trình độ lý luận chính trị, cao cấp. Quá trình công tác. Tháng 8 năm 1994, tháng 9 năm 1996, chuyên viên vụ bảo hộ lao động, Bộ Lao động, Thương binh và Xã hội. Tháng 10 năm 1996, tháng 12 năm 2001, chuyên viên vụ kinh tế đối ngoại, Bộ Kế hoạch và Đầu tư. Tháng 1 năm 2002, tháng 12 năm 2006, chuyên viên vụ kinh tế công nghiệp, Bộ Kế hoạch và Đầu tư. Tháng 1 năm 2007, tháng 10 năm 2009, Phó Văn phòng Bộ Kế hoạch và Đầu tư, Thư ký Bộ trưởng Võ Hồng Phúc. Tháng 11 năm 2009, tháng 3 năm 2011, Vụ trưởng Vụ Khoa học Giáo dục và Tài nguyên Môi trường, Bộ Kế hoạch và Đầu tư. Tháng 4 năm 2011, tháng 3 năm 2014, Vụ trưởng Vụ Kinh tế Địa phương và Vùng lãnh thổ, Bộ Kế hoạch và Đầu tư. Sáng ngày 31 tháng 3 năm 2014, phiên họp thứ 13 Hội đồng Nhân dân tỉnh Quảng Ninh đã bầu ông Lê Quang Tùng giữ chức Phó Chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh Quảng Ninh nhiệm kỳ 2011-2016. Ngày 26 tháng 1 năm 2016, tại Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ 12 của Đảng, Lê Quang Tùng được bầu cử Ủy viên Dự khuyết Ban chấp hành Trung ương Đảng Cộng sản Việt Nam khóa 12. Ngày 7 tháng 1 năm 2018, theo quyết định số 827 QĐ-TTg, Thủ tướng bổ nhiệm ông giữ chức Thứ trưởng Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch. Ngày 23 tháng 1 năm 2020, Bộ Chính trị có quyết định phân công ông tham gia Ban chấp hành Ban thường vụ và giữ chức vụ Bí thư Tỉnh ủy Quảng Trị thay ông Nguyễn Văn Hùng, thôi giữ chức Thứ trưởng Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch. Cháy quán karaoke An Phú, 32 người chết, cựu phó công an bị đề nghị 7-8 năm tù. Ngày 25 tháng 10, Tòa án Nhân dân tỉnh Bình Dương tiếp tục phiên xử sơ thẩm liên quan vụ cháy karaoke An Phú, phường An Phú, thành phố Thuận An, Bình Dương khiến 32 người chết cách đây hơn 2 năm ngày 6 tháng 9 năm 2022. Đại diện Viện Kiểm sát đánh giá đây là vụ án đặc biệt nghiêm trọng, hành vi phạm tội của các bị cáo xâm hại đến quản lý nhà nước về phòng cháy chữa cháy, gây thiệt hại tính mạng của nhiều người, gây hoang mang dư luận và an ninh trật tự tại địa phương. Viện Kiểm sát đã đề nghị mức án đối với từng bị cáo. Phạm Thị Hồng, cựu phó đội tổng hợp, phòng hướng dẫn chỉ đạo về chữa cháy và cứu nạn cứu hộ tỉnh Bình Dương, bị đề nghị cao nhất từ 7-8 năm tù. Trong phiên xét xử hôm 24 tháng 10, Hồng khóc cho rằng mình không phạm tội và kêu oan. Hồng khẳng định không nhận thầu thi công hệ thống phòng cháy chữa cháy cho quán karaoke An Phú mà chỉ giới thiệu người thi công cho chủ quán. Trong khi đó, các bị cáo khác đều cho rằng lời khai của Hồng không trung thực. Lê Anh Xuân, chủ quán karaoke An Phú, bị đề nghị mức án từ 5-6 năm tù về tội vi phạm quy định về phòng cháy chữa cháy. Xuân khai cha bị cáo đã chết là người liên hệ với đơn vị thi công và người có chức trách làm hồ sơ giấy phép hoạt động phòng cháy chữa cháy. Bị cáo chỉ ký vào các giấy tờ hồ sơ do ông đưa lại, không liên quan hay quen biết Phạm Thị Hồng. Xuân chỉ gặp Hồng một lần vào buổi trưa khi cha gọi nói mang 50 triệu đồng lên trả tiền cho Hồng. Năm 2019, cha phải điều trị bệnh, Xuân nghe lời cha nghỉ việc để quản lý quán karaoke An Phú. Lúc Xuân tiếp quản công việc thì cơ sở này đã hoạt động. Bị cáo không nắm rõ việc kinh doanh karaoke phải có điều kiện gì vì trước đó ba bị cáo làm hết. Xuân khai và thừa nhận bản thân có thiếu sót, không kiểm tra lại các vấn đề khi hoạt động. Bị cáo Nguyễn Thành Luân, giám đốc công ty trách nhiệm hữu hạn một thành viên Thái Bình, doanh nghiệp có đủ chức năng thiết kế, thi công các hạng mục liên quan đến phòng cháy chữa cháy, nói quen biết Hồng từ đầu năm 2017.
Tuy không thi công hệ thống phòng cháy chữa cháy cho cơ sở An Phú do Hồng đứng ra nhận thầu, nhưng khi được Hồng nhờ ký vào biên bản đơn vị thi công, bị cáo đã đồng ý vì nể nàn. Hai nhân chứng cũng khai là người trực tiếp thi công cho quán karaoke An Phú. Họ nhận xây dựng công trình từ Hồng với giá từ 100 đến 120 triệu đồng. Không chỉ quán karaoke An Phú, hai người này còn thi công một số quán khác cho Hồng. Trong vụ án này, bị cáo Hồng không thừa nhận hành vi của mình. Tuy nhiên, căn cứ vào hồ sơ và lời khai của các bị cáo Xuân, Luân và hai người làm chứng thì đủ cơ sở xác định Hồng sai phạm như cáo trạng nêu. Đại diện Viện Kiểm sát khẳng định việc truy tố các bị cáo là đúng người, đúng tội. Bị cáo Vũ Trường Sơn và Phạm Quốc Hùng đều là cựu cán bộ phòng cảnh sát phòng cháy chữa cháy và cứu nạn cứu hộ tỉnh Bình Dương, cùng bị đề nghị mức án từ 5 đến 6 năm tù về tội vi phạm quy định về phòng cháy chữa cháy. Bị cáo Nguyễn Văn Võ, cựu cán bộ của đội cảnh sát phòng cháy chữa cháy và cứu nạn cứu hộ công an thành phố Thuận An, bị đề nghị mức án 3 đến 4 năm tù về tội thiếu trách nhiệm gây hậu quả nghiêm trọng. Bị cáo Nguyễn Thành Luân, giám đốc công ty trách nhiệm hữu hạn một thành viên Thái Bình Anh, bị đề nghị mức án 3 đến 4 năm tù về tội vi phạm quy định về phòng cháy chữa cháy. Thân nhân các bị hại đòi bồi thường chi phí mai táng, cấp dưỡng tổng cộng khoảng 28 tỷ đồng được tòa ghi nhận. Tuy nhiên, tất cả đại diện người bị hại đều xin hội đồng xét xử giảm án cho Lê Anh Xuân vì gia đình Xuân đã hỗ trợ cho họ sau sự việc. Bên cạnh đó, bản thân Xuân cũng chịu nhiều hậu quả nặng nề sau hỏa hoạn.